dụng của việc chia section break thì có thể áp dụng trong rất nhiều những cái trường hợp khác nhau như mình đã liệt kê ở trong cái phần trong màn hình này. Thì có một số video mình đã hướng dẫn về cách chúng ta áp dụng section break rồi, và trong video này mình sẽ hướng dẫn lại cái cách chúng ta tạo section break trong Word như thế nào. Và trong cái video này thì mình sẽ lại mục đích của mình sẽ lại khác. Mục đích của mình là cái trang mục lục này của mình sẽ là có các trang được đánh số từ trang là 1i, 2i và 3i. Và các chương thì nó sẽ có cái phần header và footer này nó khác một chút, khác nhau một chút. Và số trang cũng có thể khác khác nhau. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn nhé. Bây giờ cái mục lục của mình đã tạo cái mục lục rồi. Bây giờ mình sẽ thiết kế lại cái phần để đánh số trang của mục lục thành 1i, 2i, 3i. Mình sẽ là tách ra, mình sẽ chia từ cái chương 1 này hết trở xuống là thành section 2, còn ở trên nó sẽ là section 1. Để chia thì chúng ta sẽ vào phần, chúng ta chọn vào cái phần đặt con chuột chuột tại vị trí cái chương 1 này. Chúng ta vào phần layout và chúng ta sẽ vào phần break. Trong mục break này chúng ta sẽ để ý đến cái phần section break ở bên dưới. Ta sẽ chọn là next page, đưa cái phần next page là đưa cái phần chương 1, toàn bộ cái nội dung chương 1 này sang một cái trang mới và chia section luôn. Đây, chúng ta nhấn vào đây. Khi mà các bạn nhấn như thế này, các bạn tích nút vào cái phần cái trang lề trang lề trên này thì các bạn sẽ nhìn thấy nó đã được chia này, section 1 thì nó hất lên trên và section 2 thì hất xuống dưới. Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta sẽ là chỉnh sửa lại cái số trang này thôi. Đúng không? Chỉnh sửa lại số trang. Bây giờ mình sẽ chỉnh. Khi mà trước khi chỉnh thì các bạn lưu ý giùm mình là cái số trang này mình sẽ bỏ tích, để cái số trang này nó sẽ khác nhau ấy, thì mình sẽ nhớ là phải nhấn bỏ tích cái phần là link to private ở đây đi. Đấy, mình bỏ tích đi. Đấy. Khi mà bỏ tích xong thì mình các bạn thấy là cái phần này nó sẽ không trọng nữa. Mình chỉnh sửa lại cái phần trang ở phần này bằng cách là mình sẽ vào phần page number này, định dạng lại. Format page number. Các bạn sẽ chọn là sổ số, bạn chọn là 1i, 2i và 3i. Rồi chọn ở đây là start up. Bắt đầu từ đầu. Ok. Khi này các bạn kiểm tra lại, các bạn sẽ thấy là nó sẽ là 1i này. 2i à. Và 3i. Rồi tiếp theo đến cái phần chương 1 này. Cái chương 1 này thì đó là hiện tại nó là section 2 rồi. Hất trở xuống là section 2. Mình sẽ muốn cái mục lục của nó, cái phần header này nó sẽ khác biệt so với ở trên. Như để tạo ra sự khác biệt đó thì mình có thể là mình chèn, giả sử đây mình sẽ chèn một cái top page dạng như thế này chẳng hạn. Dạng như thế này. Để khi mà các bạn chọn ở đây thì các bạn sẽ thấy là cái số 4 này nó liên tiếp từ lấy từ cái ở trên. Bây giờ mình sẽ chỉnh lại là bắt đầu từ một thôi chẳng hạn. Format space number, các bạn sẽ chọn là start at 1. Đó, start at 1. Và nhấn OK là sẽ là bắt đầu từ 1. Và chỗ này mình chỉnh sửa cái chỗ đấy là sẽ là chương 1. Đấy, quan chẳng hạn. Khi đó các bạn sẽ nhìn thấy tất cả các cái nội dung của cái chương 1 này có cái phần header đều là chương 1 tổng quan hết. Rồi bắt đầu đến cái phần chương 2 này, mình lại muốn nó này là một cái section khác. Chỗ này của mình sẽ ghi là chương 2 chứ không phải là chương 3 nữa. Vậy thì khi đó mình sẽ làm như thế nào? Các bạn cũng làm tương tự. Các bạn sẽ di chuyển đến cái phần chương 2 này. Các bạn đặt cho con trỏ tại vị trí này, các bạn chọn layout và break và chọn là next page. Thì khi do là cái trang chương 2 nó đang nằm ở vị trí trang mới rồi, các bạn sẽ nhìn thấy là không có cái điều gì xảy ra, nhưng mà thực chất cái này nó đã chia cái khi mà cái thao tác vừa rồi nó đã chia văn bản ra thành một cái phần mới nữa. Các bạn chỉ cần tích đúp vào cái phần lề trang trên này. Chúng ta sẽ nhìn thấy lúc nãy nó sẽ là section 2, bây giờ nó sẽ tự động chuyển thành section 3 rồi.
Có nghĩa chỗ này đã được chia rồi. Bây giờ nhiệm vụ của mình á, mình sẽ làm như sau, mình sẽ sửa. Thì ở đây mình có thể ghi là chương 2, đúng không ạ? Chỗ này sẽ là cơ bản về ngôn ngữ. Đấy, các bạn sẽ thấy là chương 2. Và cái số trang này nó sẽ bắt đầu từ 1. Còn nếu như bạn muốn là nó là liên tiếp của cái số trang ở trên á, thì các bạn sẽ vào cái phần này. Bạn sẽ vào phần Format Page Number, các bạn tích chọn là Continue from Previous Section, tức là nó sẽ tiếp số trang của Section 2, ok. Thì nó sẽ là trang số 7. Đấy, chúng ta sẽ kiểm tra một cách ở dưới này sẽ là số 8, vẫn là chương 2. Như vậy là các bạn thấy là mình đã vừa minh họa cho các bạn cái cách mà chúng ta chia cái file văn bản của mình thành 3 phần khác nhau. Sau khi mình đã tạo xong rồi, mình sẽ sang đến cái phần số 2 của video này, là mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mà chúng ta có thể là xóa. Để xóa thì chúng ta sẽ làm như sau này. Các bạn sẽ vào menu Home, các bạn nhấn vào cái biểu tượng sâu và hai ở đây. Sau khi các bạn nhấn xong á, thì các bạn sẽ nhìn thấy đây, các bạn tua lên cái phần mục lục này. Đó, phần mục lục, sau cái phần mục lục này các bạn sẽ nhìn thấy là nãy khi mà chưa có cái phần này thì nó hiển thị trắng như thế này. Nhưng mà khi mà mình nhấn vào biểu tượng này, các bạn sẽ nhìn thấy nó là có chữ là Section Break, đúng không ạ? Thì công việc của bạn bây giờ chỉ là chọn vào cái phần đầu trang, đặt con trỏ chuột tại phần đầu dòng này và các bạn nhấn vào phần phím Delete. Vậy tự động là nó đã thực hiện xóa rồi. Rồi cách số 2 để chúng ta có thể xóa nhanh, nếu như trong văn bản của chúng ta có rất nhiều chỗ mà có section break, thì các bạn sẽ nhấn vào mục Home, là các bạn cũng chọn cái phần này. Sau đó các bạn sẽ chọn cái mục là Replay hoặc là nhấn cái tổ hợp phím là Ctrl H. Các bạn nhấn vào đây. Sau đó thì các bạn sẽ nhìn thấy, các bạn để ý cho mình là sẽ là bình thường nó sẽ là như thế này nhé. Các bạn sẽ nhấn vào phần More này. Đấy, đặt con trỏ chuột tại vị trí này để nhấn vào phần More này. Sau đó các bạn sẽ nhấn vào phần Spatial. Các bạn sẽ chọn là Section Break. Thì khi đó trong cái mục File What này nó sẽ hiển thị ra cái từ khóa này. Hoặc là các bạn không nhấn vào đây thì các bạn cũng nhập trực tiếp cái từ khóa này vào cái mục tìm kiếm cũng được. Còn trong cái mục là Replay With này thì các bạn để trống. Khi mà các bạn để trống như thế này, sau đó là các bạn sẽ thực hiện tìm. Đấy, các bạn sẽ tìm này. Đó, nó tìm ra cái này. Các bạn nhấn Replay là xóa. Rồi chỗ này cũng có Section Break, các bạn nhấn Replay, xóa. Như vậy là đã xóa xong toàn bộ, khi mà nó tìm kiếm hết và nó xóa thì đã xóa xong toàn bộ cái file văn bản của mình rồi. Vậy là trong video vừa rồi mình đã hướng dẫn cho các bạn hai cái cách để chúng ta tạo Section Break cũng như là xóa cái Section Break như thế nào rồi. Hy vọng cái video này sẽ hữu ích cho các bạn. Và nếu như các bạn thấy hay, hãy nhớ đừng quên là hãy ủng hộ mình bằng cách cho mình một cái like và lượt đăng ký nhé. Xin chào tạm biệt.